Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những mẫu máy mới nhất bên mình, đó là máy làm bắc tông bơ. Máy làm bắc tông bơ thì được làm bằng chất liệu bằng inox, còn ở ngoài đây được làm bằng metan. Đây, kính này. Đây. Máy này thì sử dụng rất chi là đơn giản thôi. Máy có các chế độ như là đây là bật đèn này. Đấy, bật đèn, còn đây là làm nóng này, còn đây là bật là để quay này. Máy này thì ta làm nhanh, rất là nhanh, một mẻ trong vòng là 1 đến 2 phút là xong một mẻ. Đây. Đó, đèn tắt này. Còn phần dưới đây là chúng ta để là chúng ta đổ như này. Đây, vặn ra, đổ xuống. Đây. Đây. Đây là vặn lên, vặn vào. Đấy. Đây, phần dưới đây là chúng ta đổ ngô bơ xuống, bơ rớt xuống đây rồi chúng ta sẽ lấy vào đây, có thể chúng ta là làm chiên lại. Máy này thì rất là gọn nhẹ, máy cao là 60 phân, rộng là 35, còn dài là 50. Đây là bóng đèn bằng kính. Trọng lượng là khoảng 5 kg. Trọng lượng khoảng 5 kg. Đây, đây đèn. Máy này thì rất phù hợp cho mọi người nào như mà làm dự hội sự kiện như kinh doanh, trường học, nhà hàng. Còn đây là địa chỉ của mình, 79 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Cơ sở sản xuất Hải Nam. Website của mình là xưởng máy thanh hóa.com. Mọi người có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0904 432 111 hoặc số điện thoại bàn 02373 852 933. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.